lịch. Đây như cái kiểu nhà này không giống ở cái nơi thành phố mình ở mấy, nhưng cái thành phố mình đã được tham quan chính là thành phố Leningrad. Gọi là Vinpearl luôn. Đẹp thật. Quá là tuyệt vời. Không nghĩ rằng ở Việt Nam mà mình lại có một cảm giác giống như Việt Nam đi ở trên đất nước Nga vậy. Tuyệt vời luôn. Nói đùa vào đây ra vào phủ phép này mà không đi chỗ này thì quá là lãng phí. Đây đây, đi vào đây. Nhìn này, đi ngược ở đây, ngược ở đây. Đây, đứng vào chỗ hoa này. Quay lại.
qua đây chứ, từ đi vòng đây.